Tín ngưỡng tu luyện, khi xung quanh có tín đồ của bạn và bạn cùng họ tu luyện, tốc độ tu luyện của tín đồ tăng gấp đôi, linh khí tu luyện của tín đồ sẽ bù lại vào ký chủ. Bù lại vào ký chủ, còn có chuyện tốt này nữa sao? Tín đồ đúng là không thể thiếu, nhưng nếu như có thể lôi kéo được đại trưởng lão đến đây thì với thực lực của ông ấy linh khí bù lại cho mình chắc chắn sẽ càng nhiều. Đại trưởng lão ta quan sát thiên tướng thấy đêm nay ánh trăng cực kỳ sáng, chi bằng chúng ta cùng nhau tu luyện, chưa biết chừng còn có được thu hoạch lớn. Không cần đâu, lão phủ vẫn còn phải đi tuần tra nơi khác trước kia ánh trăng cũng như này có thể có thu hoạch gì chứ trời ơi tổ sư đúng là quá giỏi ta đột phá rồi ta cũng thế tổ sư thật là quá thần thánh đám người này đêm nay rốt cuộc là gặp được vận may gì thế tu luyện tập thể thì thôi đi lại còn đột phá tập thể luôn khụ khụ nếu tổ sư ngài đã có lời mời thì lão phu cũng không thể từ chối ý tốt của ngài vậy ta kỳ lạ sao mình chẳng gặp nhận được gì cả đại trưởng lão ngài phải hô to câu tổ sư giỏi nhất mới được lão phu thân là đại trưởng lão thiên ma giáo tuyệt đối không thể nói ra những lời đáng xấu hổ như vậy được tổ sư giỏi nhất linh khí gấp gấp đôi nhập thể tổ sư quá giỏi khá lắm linh khí ánh trăng ngọc nguyên hồn có thêm sức mạnh từ tín đồ của nhiên hiệu quả càng rõ rệt có tổ sư ở đây thật đúng là ông trời bảo vệ thiên ma giáo chúng ta thiên ma điện tham kiến nữ đế xin lỗi người lão phu đến muộn rồi đại trưởng lão có chuyện gì vậy hồi nữ đế đêm qua lão phu cùng tổ sư tu luyện dưới ánh trăng cho nên quên mất thời gian tu luyện cùng tổ sư ngày ấy chẳng qua chỉ là huyền vũ sư cảnh thôi mà không không các ngươi không hiểu tu luyện cùng tổ sư linh khí sẽ dồi dào hơn bình thường hiệu quả cũng cao hơn nữa mặc dù vẫn chưa đột phá nhưng hơi thở đúng là ổn định hơn nhiều đại trưởng lão lần sau dẫn ta đi cùng nhé tên này cả đêm không về thì ra là làm ra chuyện lớn như này chư vị nói chuyện chính trước đã luận đạo đại hội sắp sửa bắt đầu số lượng thiên kiều lần này đến thiên ma giáo nhiều vô kể mặc dù nói là luận đạo hữu nghị nhưng đệ tử thiên ma giáo ta tuyệt không thể đứng sau người khác chư vị trưởng lão hiểu hết chưa rõ rõ ba ngày sau thiên chủ môn đến thiên ma giáo luận đạo Phá Sơn Tông đến Thiên Ma Giáo luận đạo, Lăng Hư Tông đến Thiên Ma Giáo luận đạo, Ảnh Ma Tông đến Thiên Ma Giáo luận đạo. Đại hội luận đạo lần này không ngờ lại có nhiều người đến vậy, đến cả Tam Đại Thiên Kiêu của Ma đạo cũng đến rồi. Đó là nhi tử tương lai của Lăng Hư Không Lăng Ngao, thiên tài kiếm tu, là một người ngạo mạn và hờ hững, nghe nói trước vị thiếu tông chủ Lăng Hư Tông đã định là của hắn. Đại đệ tử của thủ tịch Ảnh Ma Tông, Âm Tam Thập, người này thủ đoạn độc ác, từ một mình tàn sát cả một sơn trang. Nhưng ảnh ma tông và thiên ma giáo chúng ta trước giờ bất hoa, lần này đến đây chưa chắc đã có ý tốt thương quá là thành nữ giao trì giao trì trước giờ không tranh với đời và ngày nữ đế đại hôn cũng không phải người đến lần này vậy mà lại phải thánh nữ đến hoan nghênh chư vị đến thiên ma giáo luận đạo tại hạ lý trường sinh ta sẽ dẫn mọi người đến luận đạo đài chư vị sư huynh từ xa ta đã nhìn thấy rất nhiều đệ tử thiên ma giáo đang tu luyện ở nhai phong xin hỏi người ở trên nhai phong là vị đệ tử thiên tài nào của thiên ma giáo đó là tổ sư đại nhân của thiên ma giáo chúng ta người đang dẫn dắt mọi người tu luyện tổ sư truyền kỳ đó phu quân của nữ đế hư một thông linh cảnh bình thường đến bản thân lo chưa xong mà còn dẫn dắt người khác tu luyện đúng là ăn nói nhảm nhí ha ha ta đột phá rồi tổ sư quá giỏi ha ha ta đột phá rồi tổ sư giỏi quá giả thần giả quỷ cơ hội nâng cao thực lực sao mình có thể bỏ lỡ luận đạo đài hay ra thiên sơn môn lực phá thiên luôn lập đạo xin mời sư huynh thiên ma giáo dạy bảo lực sư đệ khách khí rồi sư huynh đến lĩnh giáo ta thua rồi những người thiên ma giáo cử ra đều là đệ tử tinh anh lần luận đạo này nhất định sẽ giành được phần thắng áp đảo đừng vui mừng quá sớm ba kẻ khó giải quyết nhất vẫn chưa lên đài đâu ba kẻ nào khó giải quyết nhất để ta xem nào chư vị có người tu luyện kiếm đạo có người tu luyện nhạc đạo ba nghìn đại đạo mỗi thứ một kiểu âm tam thập ta hôm nay không luận bất kỳ đạo nào trong đó chỉ luận cái gì là đạo ảnh ma tông đến quầy rối sao hỏi như vậy để làm gì chứ đạo là thứ thần bí nhất Vấn đề này rõ ràng là không ai có thể giải đáp được. Hàng ngàn năm chưa có ai nghĩ ra được đáp án. Hôm nay ở luận đạo đài này, ta sẽ khiến thiên ma giáo các ngươi lên được mà xuống không được. Nghe đồ nếu như có thể lĩnh hội một góc của đạo thì không cần tu luyện cũng có thể đột phá. Ảnh ma tông hôm nay đúng là đã có chuẩn bị rồi mới đến. Làm sao đây? Hay là lấy cờ hắn gây rối đuổi xuống đi? Không được. Nếu làm thế thì mặt mũi thiên ma giáo để đâu chứ? Thư ảnh ma tông đợi chính là kết quả này. Lẽ nào hôm nay chúng ta chỉ có thể nhận thua, chịu mất mặt trước ảnh ma tông sao? nương tử đệ tử của ảnh ma tông đều eo là giống như hắn sao không làm nữ nhân thì thật là đáng tiếc rồi thân mật với lạc vô tình như vậy hắn chắc là vị tổ sư truyền kỳ kia chăng cái thứ miệng chó không thể mọc ngà voi ai điên vậy chứ đắc tội với âm tam thập phiền phức lớn rồi thế nào toàn bộ thiên ma giáo không có một ai có thể trả lời câu hỏi của ta sao tên eo là vấn đề đơn giản như vậy cũng đáng để người mang đến đại hội luận đạo hỏi sao hắn bình tĩnh như thế chẳng lẽ thật sự có đáp án không thể nào câu hỏi này ta đã chuẩn bị từ lâu lão tổ đầu chó này chỉ ở thông linh giới hắn làm sao có thể biết được chẳng lẽ tổ sư biết đáp án đạo là cái gì câu hỏi đơn giản như vậy không biết có gì khó hiểu ở đây các người cứ nhìn cho kỹ đi tổ sư tự mình lên trận kìa tổ sư đã khiến chúng ta bao nhiêu lần phải bất ngờ tới đúng vậy lần này ngày ấy sẽ phá cục diện như thế nào đây ta thấy ngươi tuổi còn trẻ, cảnh giới cũng không tính là rất cao, thiên ma giáo thật sự muốn làm qua la như thế sao, phải ngươi tới trả lời câu hỏi của ta. Đôi khi có những điều không thể kết luận bằng tuổi tác, hoang đường, lại còn dám nói câu hỏi này đơn giản, ta thấy hắn chẳng qua là một tên lang thang nhanh mồm nhanh miệng thôi. Tiểu cô nương, để ta trả lời cho ngươi, đạo là cái gì? Đạo, không hình không màu, không tiếng không mùi, to nhưng không ở ngoài, bé mà không ở trong. Đạo là thứ tạo ra thiên địa vạn vật, là tổng năng lượng thống trị thiên địa vạn vật không hổ là tổ sư lý giải được câu hỏi bí hiểm như thế sao ta không hiểu tổ sư đang có ý gì bất kể như thế nào dáng hình của tổ sư thoạt nhìn rất lợi hại không hổ là truyền kỳ tổ sư hai câu nói ngắn ngủi đã ổn định cục diện cho rằng dùng chút lời nghe không hiểu cho có lệ có thể lừa dối ta rồi qua cửa sao người đang nói vớ vẩn gì vậy không có văn hóa thật là đáng sợ nghe cho kỹ vào đối với người mà nói lớp học như này sẽ không có lần thứ hai đâu đại đạo ba nghìn mỗi một đạo đều có cách lý giải thuộc về chính nó lấy kiếm đạo làm ví dụ kiếm đạo là kiếm ý, là nhận thức của kiếm khách đối với thanh kiếm. Người tu luyện kiếm đạo lĩnh ngộ kiếm ý như vậy sẽ khiến hàn lĩnh ngộ được kiếm đạo. Theo cách lý giải này, vậy như thế nào là đạo, không cần ta nhất định phải giải thích nữa chứ. Ý của tổ sư là 3.000 đại đạo, thì có 3.000 loại đạo sao? Mỗi đạo đều là thuộc về mình, độc nhất vô nhị. Đạo vốn là con đường mà người tu luyện lựa chọn mà thôi. 3.000 đại đạo, khi ngươi thành công tu luyện đạo lý này, đạo cũng đã ở trong tâm ngươi. Nếu không ngươi vì sao có thể tu luyện thành công đây? Ha ha! ta hiểu rồi tổ sư một câu đã đánh thức người trong mộng giải hóa nghi hoặc của tôi 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 sắp đột phá rồi không thể nào tuyệt đối không thể tu đạo là phải hiểu đạo là gì đạo ở trong tâm nếu đã đơn giản như vậy ta sớm đa ta ta thật sự đã đột phá rồi Mời miệng không thừa nhận thân thể ngược lại rất thành thật không nghĩ tới tùy tiện nói một chút lại thật sự khiến những thiên kiêu này ngộ ra luôn bọn họ cũng dễ lừa gạt thật bạn đã làm mọi người ngạc nhiên thể kỹ năng khen thường đại đế nhất kích đại đế nhất kích có thể phát động một cách mạnh mẽ của đại đế thần đế cảnh đỉnh phong sau khi phát động, thẻ kỹ năng sẽ trở thành phế thải, một kích của đại đế thần đế cảnh đỉnh phong sao? Nếu như gặp phải cường địch có cảnh giới cao hơn ta mấy cấp thì ta cũng coi như có thêm một cách để giữ mạng rồi. Lúc trước một câu đánh tan đông đảo thánh tử thần tử đạo tâm, bây giờ lại một câu giải hóa nghi hoặc của mọi người, có tổ sư như này, thật sự là phúc phận mấy đời của thiên ma giáo, coi như ngươi lợi hại. Hôm nay ta thua, tổ sư truyền kỳ của thiên ma giáo của nhiên thật lợi hại, kế hoạch thất bại, mời tông chủ ra tay. hư cho dù ngươi có thể trả lời thì sao? Đợi lát nữa bức vua thoái vị, thiên ma giáo ngươi cũng sẽ mất mặt thôi. Lăng hư tông, lăng ngao, xin tổ sư chỉ giáo. Điều ta muốn luận đạo là kiếm đạo. Kịch hay tới rồi, lăng ngạo lợi hại nhất trong tam đại thiên kiêu. Sở trường chính là kiếm đạo. Tổ sư còn có thể ngăn cản được không? Tới đi, tuyệt vời. Vừa vặn có thể thí nghiệm một chút hệ thống cho kiếm ý võ học trước đó. Thanh hư ảnh kiếm trong tay ta là vũ khí cấp bảo khí. Chúa ơi, pháp khí lợi hại nhất cả thiên linh vực này chính là bảo khí. Lăng Hư Tông thật sự rất coi trọng hắn, cho hắn pháp khí tốt như vậy sao? Bảo khí, lợi hại lắm sao? Vũ khí thiên linh vực bình thường chia làm năm giai phẩm, pháp khí, linh khí, bảo khí, tiên khí, cuối cùng là thần khí. Nghe nói trên thần khí còn có giai phẩm khác, nhưng chưa có ai đã được thấy qua. Thì ra là vậy, cũng chỉ vũ khí mà, vẫn chỉ có tác dụng phụ trợ thôi. Mấu chốt vẫn là quyết định bởi người sử dụng. Tổ sư, sao người không cầm kiếm? Nếu không cầm kiếm làm sao có thể luyện kiếm đạo? Ta không có kiếm. Tổ sư, tôi có kiếm này. Tổ sư, dùng của tôi đi. Kiếm của tôi rất tốt là cấp bậc linh khí. Mặc dù ta không có kiếm thật, nhưng ta có một thanh kiếm khác. Kiếm linh khí, kiếm ý của người đã đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh sao? Kiếm ý hỏa long. Kiếm ý thật sắc bén, phóng ra giống như thương long phá, đánh đâu thẳng đó, không gì cả nổi. Ha ha, xin lỗi, trượt tay một chút tuy rằng linh ngộ kiến ý nhưng vẫn cần luyện tập nhiều hơn mới có thể thuần thục khống chế mức độ lĩnh ngộ kiếm ý của ta đối với tổ sư mà nói căn bản không cùng một cấp bậc của nhiên là bên ngoài luôn có kẻ mạnh hơn tổ sư ta cầm bái hạ phong luận đạo lần này ta thua rồi thắng rồi tôi biết mà tổ sư nhất định sẽ thắng lại thắng ma đạo thiên kiêu mạnh nhất tổ sư của nhiên rất mạnh ta cũng chỉ tìm người so chiêu thử xem uy lực kiếm ý này thôi mà giao chỉ thành nữ người tiếp không tổ sư con không đến đây để luận đạo con đến đây để không xong linh khí bị áp chế ta không động đậy được chết tiệt là cương giả thần đế cảnh không phải là lạc vô tình là ai